Đây là chiếc xe mô tô mà Nhi cực kỳ thích của một chị ở trên TikTok, sau đó thì Nhi có làm theo. Chiếc này nguyên bản của nó tên là Yamaha XSR 155 phân khối. Đây là nguyên bản của chiếc xe khi mà mới mua về chưa có độ. Dáng xe thì theo kiểu classic, khá là nam tính á. Lúc mà chưa độ, cái phọt xe của nó cao á, 1m65 ngồi lên cũng hơi chơi vơ một chút. Các bạn có thể nhìn thấy hai phiên bản độ và không độ nó khác nhau về chiều cao nhiều đúng không? Chiếc này thì giá của hãng Yamaha đang bán ra là tầm 77 đến 80 triệu. Sau đó thì Nhi có độ chế thêm rất là nhiều. Giá của một cái phiên bản độ thì nó sẽ rơi vào tầm 67 cho đến 73 triệu. Nói chung là cái xe có cái gì thì mình làm lại hết cái đó luôn á. Mới đầu thì Nhi không có ốp mâm bởi vì chiếc này đang đổ trên thị trường hầu như là khá là nhiều rồi, nên là mình muốn nó khác đi một chút. Nhưng mà các bạn thấy á, không có cái mâm nhìn cái xe nó ốm téo à. Trời ơi, mỗi lần đi qua mấy cái vạch giảm tốc là nó dập cái mu. Và sau đó thì Nhi có ốp thêm cái mâm để nhìn cái xe nó mập hơn. Và hết chiếc xe này thì giá của nó sẽ rơi vào 160 triệu. Cái yên xe này chỉ đi được một người thôi. Ai mà xin đi ké thì kêu nó tự mang ghế theo ngồi. Cái xe này là style ích kỷ á, đi một mình thôi. Nhi cao 1m58, sau khi hạ yên thì Nhi chống chân tới. Và đây là một bạn có chiều cao 1m48. Cái phần chỗ ghi đông bạn nắm cũng không tới nữa, nên là những bạn nào mà cao 1m55 trở lên thì đi được á. Nhi bị sợ tiếng bô to nên là thành ra cái bô của Nhi kêu rất là nhẹ nhàng, nữ tính và đáng yêu đúng không? Thậm chí là nó chỉ nổ to hơn xe Accenter một chút xíu thôi. Tính ra ở trong cái giày mô tô, chiếc này được xếp hạng là rẻ lắm luôn rồi. Có nhiều chiếc nhìn giá xong Nhi xỉu liền luôn. Nó phải tự khen cho Nhi thấy con gái đi xe mô tô đẹp thiết và có nội luôn. Nên các bạn nữ sống hết mình, làm hết việc, chơi hết sức đi, thích cái gì thì mua. Để mình đi xe trên nền nhạc mình hát cho mấy bạn coi nè. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa. Ngày hôm ấy em đi trong mưa,